Em lại có thêm một sản phẩm rất là chất lượng vừa mới cập bến bên cửa hàng các bác nhé. Một chiếc sedan đời 2015 nhá, sedan phân khúc B, phiên bản đủ mà với tài chính chỉ nhỉnh 100 triệu đồng thôi là các bác đã sở hữu được một mẫu xe rất là đồng cua đá này. Đây. Phần thân vỏ bên ngoài là màu đen mọi người nhá. Và chiếc xe thì cam kết cho mọi người là keo chỉ zin 99,99%. Máy zin. Nên đầy đủ đồ chơi rồi, nội thất đây. Nội thất các bác quan sát này, ghế nỉ theo xe vẫn còn rất là đẹp luôn. Đấy, một chiếc xe đời 2015 các bác nhé. Phiên bản đủ đây. Có hệ thống gương kính chỉnh điện này. Rồi là cửa gió điều hòa sau nữa. Rồi là có ABS 4 bánh này. Túi khí an toàn được trang bị hai túi khí an toàn. Mà nội thất của em nó thì ngồi khá là rộng rãi luôn các bác ạ. Cực kỳ là rộng rãi cho mọi người ngồi hàng ghế đằng sau nhé. Mùa hè này rất là thoáng. Và sơn xi sạch sẽ rồi. Và máy gầm của chiếc xe này thì bên em cam kết cho các bác là đại chất luôn nhá. Đây, keo chỉ gần như zin tuyệt đối luôn. Mất một tí phần tầm khoảng 5 phân phần cốp thôi. Là bên em đấy hiện tại về lấy là vẫn zin, nhưng mà anh em đi là không may lùi vào cánh cửa là em làm lại mất một chút phần đấy. Còn lại là zin hết mọi người nhá. Kính theo xe này. Theo đòi hết này. Để cam kết cho mọi người là không có đâm đụng, không ngập nước nhá. Nội thất đây. Rất là sạch sẽ. Con này thì khẳng định là không bàn về chất nhé. Với tầm tài chính 175 triệu đồng cho mẫu xe Lixan Sunny sản xuất 2015 phiên bản đủ này. Số sàn động cơ máy 1.5 nhé. Với hệ thống tự động cầu trước. Máy móc thì vẫn còn zin nguyên bản nên là mọi người yên tâm. Có màn hình Android đầy đủ hết rồi. Thân vỏ mỏng này. Lốp dép còn tầm khoảng 80% mọi người nhé. Và đăng kiểm thì bên em xong đến tháng 5 năm 2025. Keo chỉ đi, cabo là zin hết nhá, cabo cánh là zin hết, còn cốp chỉ mất một tầm mấy phân thôi. Là do anh em là lùi là không để ý nên là ấy thôi, chứ còn tất cả là zin hết mọi người nhá. Đây. Máy zin ra mỗi dàn quà thôi. Khóa phanh ABS này. Sơn xi màu đen tên tư nhân. Bình ắc quy mới thay. Nói chung là máy thì không màn về chất nhá. Chiếc xe này thì mọi người yên tâm là không màn về chất, bên em tuyển chọn rất là kỹ rồi. Máy zin, máy gầm đại chất luôn. Với tầm tài chính 175 triệu đồng cho chiếc Lixan Sunny đời 2015 này. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe này thì cứ alo trực tiếp cho bên em nhé. Theo số hotline 0354 152 888 nhé. Và địa chỉ để xem xe là Kinh Môn Hải Dương. Các bác nào quan tâm đến mẫu xe Lixan Sunny 2015 này thì cứ liên hệ hoặc inbox trực tiếp với em nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều.